hợp mặt với cấp ủy chính quyền địa phương xung quanh chành trai đơn vị đứng chân. Tọa đàm tuổi trẻ với tình yêu và lẽ sống. Xin kính chào quý vị đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 17 giờ 50 phút thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 10 tháng 7 tại Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3, khóa 69 năm 2023. Trong thời gian 15 ngày, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, các học viên được giới thiệu, cập nhật và bổ sung kiến thức về lĩnh vực quốc phòng an ninh với 21 chuyên đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự quốc phòng, diễn tập khu vực phòng thủ dân sự. Chiều ngày 7 tháng 7, Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị họp mặt với cấp ủy, chính quyền địa phương, ấp Suối Muôn, ấp Tam Hạp, ấp Suối Dợp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn Vành Đai, đến dự có Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chính ủy Sư đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như mua bán chất ma túy, mua bán qua mạng, huy động vốn, vay nặng lãi và an ninh trật tự xung quanh Vành Đai, đồng thời hỗ trợ địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chính ủy Sư đoàn, đã biểu dương sự phối hợp giữa Trung đoàn 5 và địa phương, đơn vị kết nghĩa trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung đổi mới phối hợp nhịp nhàng trong các phong trào thi đua. Buổi họp mặt với chính quyền địa phương và đơn vị kết nghĩa Vành Đai nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm, thông qua hoạt động giúp đơn vị và địa phương, đơn vị kết nghĩa, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với địa phương, địa bàn Vành Đai, đơn vị kết nghĩa. Đoàn cơ sở Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 5 vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Tuổi trẻ với tình yêu và lẽ sống. Đến dự có khách mời là quý thầy cô tổ tư vấn sức khỏe, tâm lý tình yêu hôn nhân và gia đình của trường Sĩ quan Lục quân 2 và trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, huyện Đoàn Châu Thành, cùng hơn 200 cán bộ đoàn viên sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ, hội viên phụ nữ. Buổi tọa đàm với những nội dung trao đổi về tình yêu cuộc sống, yêu gia đình, đơn vị, yêu quê hương, đất nước, xây dựng lối sống tích cực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đơn vị và xã hội, kỹ năng sống, lẽ sống, lối sống của thanh niên hiện nay nói chung, thanh niên quân đội nói riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh đã triển khai tuyên truyền được 1.598 cuộc trên 27.090 lượt cán bộ, hội viên và học sinh, sinh viên tham gia, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác triển khai thi hành và bảo vệ pháp luật tại từng cấp hội cựu chiến binh. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản chính sách cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân, như kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025, công tác toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo năm 2023, tuyên truyền phổ biến bộ số luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư và kỳ họp bất thường lần thứ hai. Qua triển khai quán triệt bằng nhiều hình thức, số hội viên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt từ 85% trở lên, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua các mô hình kho gạo đồng tâm, nồi cháo tình thương, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Tây Ninh đã vận động hỗ trợ được nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế, mô hình chi hội cựu chiến binh 4.0, mô hình đoạn đường cựu chiến binh tự quản xanh sạch đẹp và an toàn giao thông. Bên cạnh đó, hội viên cựu chiến binh các cấp còn tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, tổ chức vệ sinh, phát quang, tu sửa và trồng hoa kiểng được gần 65 km đường với hơn 1.200 ngày công. Phối hợp với các đoàn thể vận động tặng nhiều phần quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Thường xuyên hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế và vận động hội viên góp vốn xoay vòng giúp nhau không tính lãi được gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ được hơn 400 hội viên vay. Phối hợp cùng địa phương vận động các mạnh thường quân tham gia đóng góp sửa chữa nhà và tặng nhiều phần quà cho các gia đình hội viên khó khăn với tổng trị giá gần 75 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.